Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Sự tích quả dưa hấu. Lại nói chuyện vua Hồng, một hôm la dầy viên quan vì đã dốt nát để thợ dựng hỏng một ngôi nhà. Vua buột miệng than thở, phải chi có Mai An Tiêm ở đây thì đâu đến nỗi. Ngày hôm đó vua nhắc đến chàng, đã 2 lần vua hỏi Lạc Hầu xem hiện giờ Mai An Tiêm đang làm gì, ở đâu. Lạc Hầu đáp liền, chắc hắn không còn nữa. Nhưng vua không tin, vua cho nghe một tên khác cấp cho lương ăn và thuyền để hắn vào Châu Ái tìm Mai An Tiêm. Một tháng sau, hắn ta mang về cho vua một thuyền đầy dưa tây và nói, đây là lễ vật của vợ chồng Mai An Tiêm dâng bệ hạ. Hắn kể cho vua biết rõ ngày tháng tận khổ và cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng Mai An Tiêm. Rồi hắn tiếp, bây giờ ông bà Mai An Tiêm có nhà cửa, ngoài ấy khá đẹp, có đến 10 người hầu hạ, có bãi dưa, có ruộng lúa và rất nhiều lợn gà. Vua Hùng càng nghe càng lấy làm sửng sốt, vua chậc lưỡi bảo, mấy viên quan hầu cận ngày nọ đã tố cáo Mai An Tiêm. Hắn bảo là vật tiền thân của hắn thật đúng không sai. Vua bèn sai một đoàn lính hầu đi đón 2 vợ chồng Mai An Tiêm về cung, lại ban cho họ chức cũ cùng rất nhiều bổng lộc. Bây giờ chỗ hải đảo có một bãi gọi là bãi An Tiêm, lại có cả làng Mai An Tiêm. Ngôi nhà cũ của Mai An Tiêm đã biến thành đền thờ 2 vợ chồng chàng. Nhân dân tôn họ là ông bà Tỏ Dưa Tây, hay còn được gọi là Dưa Hấu. Và câu chuyện đấy là Sự tích Dưa Hấu là bắt nguồn từ chàng Mai An Tiêm đã có một đã có gây dựng ra một cái giống dưa, đó là giống dưa trước tiên là được gọi là dưa tây, sau đó là người ta gọi là quả dưa hấu. Và với sức người không chịu lùi bước thì Mai An Tiêm đã giúp giúp chúng ta là đã có một cái món dưa hấu khá là ngon ngọt mát lành, giúp giải khát vào trong những cái mùa nóng nực. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một quyển truyện 50 chuyện cổ tích hay mẹ kể mẹ nghe. Và quyển truyện này được nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản. Và trong một cái quyển truyện này chúng ta sẽ gồm có 170 sẽ có là các câu chuyện như sau, đó là Sự tích Trầu Cau, Sự tích Trái Sầu Riêng, Con Chó Con Mèo Có Nghĩa, Sự tích Dưa Hấu, Nghèo Hóa Hổ, Nghèo Hóa Hổ, Sự tích Con Cóc, Lê Như Hổ, và rất nhiều các câu chuyện ở trong này. Mình sẽ đếm cho các bạn xem ở trong này có bao nhiêu câu chuyện. 22 24 26 27 28. Trong một quyển truyện này sẽ gồm 35 câu chuyện. Và các câu chuyện ở trong đây thì gần như là tất cả các chuyện, các câu chuyện mà có chuyện cổ tích từ thời xa xưa của chúng ta đã được nghe từ lúc lúc bé rất là nhiều chuyện.
Ví dụ như là chuyện bốn anh tài. Quyển sách này được Hội Luật gia Việt Nam, nhà xuất bản Hồng Đức, địa chỉ là 65 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và trên này họ cũng có ghi, nhà sản xuất có ghi là địa chỉ email và số điện thoại ở đây. Chịu trách nhiệm xuất bản là Giám đốc Bùi Việt Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung, tổng biên tập là Lý Bá Đoàn. Biên tập là Hồng Tú, rễ bìa là Minh Lâm. Sửa bản in là Hồng Tú. Và trong một quyển truyện này sẽ có bao gồm đấy là 50 truyện cổ tích hay. Và nhà xuất bản cũng có ra là tất cả tổng cộng là 6 quyển. Một quyển thứ nhất đó là 50 truyện cổ tích dành cho bé gái và 1001 truyện kể giáo dục bé. 50 truyện cổ tích hay mẹ kể bé nghe. Và sẽ có là mẹ kể bé nghe phần 2, truyện kể cho bé, truyện kể hàng đêm cho bé. Nhà xuất bản cũng có ra đó là tổng cộng là 6 quyển sách dạy như kiểu truyện cổ tích như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ở ngày hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe một câu chuyện, đó là Huyền Quang. Trong câu chuyện Huyền Quang này được nằm ở trong một quyển truyện, đó là 50 chuyện cổ tích hay mẹ kể bé nghe. Đời nhà Trần có một người học trò nhà nghèo, nghèo lắm. Tuy vậy nhưng bố mẹ chàng vẫn chịu khó đi làm mướn để lấy tiền nuôi con ăn học. Khi con đến tuổi lấy vợ, bố mẹ dặn hỏi cho một người con gái trong làng. Hai gia đình đã đi lại được mấy năm, chờ đến khi lo được tiền để cưới. Mãi đến một năm kia, nhà trai sắm sính lễ vật đến xin cưới thì bị nhà gái trả lại. Họ bảo từ nay không đi lại nữa. Thương con, bố mẹ hỏi cho một đám khác, nhà ấy cũng từ chối rồi nói mỉa mai: bao giờ con ông đỗ trạng thì hãy đem lễ vật đến nhà tôi. Chàng trai buồn lòng, càng thương bố mẹ nhiều hơn. Chẳng bao lâu cả hai ông bà đều mất. Chàng là người có chí, vẫn cố học và đi làm thuê để lấy kế sinh nhai, đèn sách. Năm ấy, chàng đỗ đầu khóa thi hương, khi lên kinh thành lại đỗ trạng nguyên. Từ khi chàng đỗ trạng, nhiều nhà trong vùng náo nức đến đánh tiếng gả con gái cho quan trạng. Hôm ấy nhà vua mời quan đến dự tiệc để nhận chức. Có một quan nội giám nó hỏi: hoàng hậu đang kén rể đấy. Quan trạng vào dự tiệc vua, ban chuyến này có khi nên duyên. Quan trạng hiểu sự đời, chàng ngửa mặt lên trời than: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng 89.000 nhân duyên. Và chàng nhất quyết từ chối không lấy vợ. Chàng được vua phong làm quan ở trấn ngoài. Những cảnh nhiễu nhương, quan lại ức hiếp giám dân chúng, khắp nơi kêu trời, khiến lòng chàng càng thêm tâm trạng buồn phiền, không thể khuây. Chàng đệ đơn lên vua, xin từ chức để đi tu. Chàng được nhà Phật đặt tên là Huyền Quang, tu ở chùa Trúc Lâm tại Kinh Đô. Bấy giờ, vua Anh Tông mới lên ngôi. Một hôm, nhà vua đến lễ chùa trong Kinh Đô, thấy vị sư tổ ở chùa Trúc Lâm còn quá trẻ, nhìn bộ dạng lại thông minh. Vua nghĩ người này mà ra giúp việc nước thì có vẻ thuận hơn là làm thầy tu. Vua Anh Tông mưu tính để thử thách Huyền Quang. Mùa hạ năm ấy, có lễ cầu yên, nhà vua sai mời Huyền Quang vào cung làm lễ. Đến khi xong xuôi mọi việc, nhà vua thưởng cho Huyền Quang 10 lạng vàng. Nhà chùa có vàng không để làm gì, nhưng lộc vua ban, Huyền Quang đành nhận và tạ ơn. Huyền Quang trở về chùa, đem vàng về cất vào hũ dưới nhà tổ. Nhà vua gọi một cung nữ nhan sắc tên là Điểm Bích đến vào bảo: ta sai ngươi đi quyến rũ Huyền Quang. Huyền Quang có 10 lạng vàng trong người đấy, chỉ cần ngươi lấy được một thoi mang về đây cho ta thì ta sẽ xác nhận ngươi đã làm được việc.
Một tối, Huyền Quang từ dưới nhà tỏ lên chùa tụng kinh, vừa bước ra bậc thềm đã thấy chú Tiểu dẫn một người con gái xinh đẹp đến. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.